thôi, ảnh mới hùng em chứ tóc mới vậy em hùng ảnh. Nè hùng không? Không. Hùng không? Ừ hùng liền. Anh nói là làm cả đó. Đó. Bấm nút rồi tôi dâm tóc chắc luôn. Dạ chào em anh. Là Nguyễn Minh Tâm, sinh 1983, quê ở Trà Vinh. Hiện đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Làm gì Tâm? Kỹ thuật chỉnh máy trong cơ sở dệt. Rồi còn em? Dạ em tên Lê Nguyễn Bảo Hà, biệt danh là Hà Ghim. Em hiện tại là 34 tuổi. Nghề nghiệp em có hai nghề: huấn luyện viên thể dục thẩm mỹ, và nghề thứ hai là dạy tập tạ. Trời ơi. Tại vì cái thời của em là gọi là tập tạ không à, chứ bây giờ là người ta gọi là gym á. Hà gym. 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 Gym nói tưởng đâu Hà Ghim. Em có ưu điểm khuyết điểm gì hả? Dạ ưu điểm của em á là tập tạ. Em tập tạ được bao lâu rồi? Dạ khoảng năm 18 tuổi. Chắc người cứng ngắc luôn á hả? Nói dạ. Nghe nè, bên kia thấy sao nè, có thích ứng nổi hay không nè? Chắc nổi mà. Nổi hả? Bạn hình dung cái người bên đây sao? Hình dung đi. Hả? Bị choáng quá. Bị choáng quá. Đó là điểm mạnh của em, còn điểm yếu của em là gì hả? Dạ, điểm yếu của em á là tại vì lúc 18 tuổi em đi tập ra đi dạy, không có biết nấu ăn, sợ ma. Em tập tạ mà em sợ ma sao nó kỳ vậy? Ủa có liên quan đâu gì đâu tập anh. Tập tạ nó mạnh mẽ nó phải không? Không, em đánh bèo lắm, ai nói tập tạ nữa. Ra cơ bắp cuồn cuộn sai rồi. Nó cho mình săn chắc lại đẹp, ba dòng đầy đủ. Chuột em bự hơn chuột của anh đó. Có không? Chuột bự không? Dạ. Chuột lớn vậy nè. Em mấy con? Có hai con à. Chưa chắc chuột nào bự hơn chuột nào nha. Sợ ma đâu phải là điểm yếu đâu. Cái điểm mà gọi là điểm xấu á, tức là cái điểm mà không có tốt của mình là cái gì? Là em hù dai lắm. Em hù dai lắm. Rồi cái lúc mà lên cơn kiểu mà nổi điên lên là có đụng chân đụng tay gì không, với người em không chơi vậy đâu, em lấy tạ em chọi hả? Chọi tạ đó, nghe đi. Choáng luôn hả mà? Điểm mạnh điểm yếu làm sao rồi Tâm? Dạ em điểm mạnh em là em hiền, còn biết nấu ăn, quan tâm và chia sẻ. Khác bên kia ha, có khuyết điểm gì không Tâm? Ghét người nói nhiều. Ghét người nói nhiều. Kệ người ta ghét gì ta nói nhiều kệ người ta chứ ghét làm chi. Mình nói nhảm nhảm cũng như không có. Mình nói hoài em không thích, nhiều khi hỏi em không trả lời. À, được mấy mối tình rồi Tâm? Dạ em có hai mối tình nè. Mối tình cuối em chia tay cũng lâu lắm rồi. Mấy năm rồi? Mới đây à, khoảng chừng 10 năm rồi. Trời ơi, ông cũng 10 năm rồi đó. Yêu mấy năm mà chia tay 10 năm rồi? Yêu năm mấy 2 năm à. Tại vì sao quá rồi không có đến nhau được. 10 năm qua là em không có người yêu luôn. Không. Em còn cảm giác với con gái không? Em cũng có chuột mà. Nhiều người chuột bự lắm mà không có cảm giác với con gái đâu em. Còn em thì sao? Dạ em trải qua 3 mối tình. Mối tình đầu tiên của em á là em quen lúc em 24 tuổi. Thì lúc đó quen được 6 tháng thì ảnh đòi cưới. Nhưng mà ảnh cảm giác như ảnh hay bó buộc em lắm, quản lý em. Khi mà em biết được đằng sau đó thì em hơi hụt hẫng. Anh chàng đó lên mạng kiếm một bạn đồng giới. Em bị yêu lộn người, lầm người ở cái mối tình đầu tiên. Dạ, tình thứ hai á thì cũng quen được một năm. Tới gần ngày đám cưới thì mới phát hiện ra là không hợp tuổi. Thì gia đình không có chấp nhận. Rồi. Mối tình thứ ba thì lúc đó là em cũng hời hợt rồi. Thấy em khô khan quá hay sao á, thì kiếm đệ tử của em đi ăn nhậu vậy đó. Em không chấp nhận được. Cái tự ái quá cao thì chia tay thôi. Rồi, có nghĩa là ai cũng giữ cái tôi của riêng mình. Dạ. À. Thì cũng cắt trở quá hả? Bên đây hiền lắm nha, em trai tôi hiền lắm á. Em gái muốn một cái người yêu sắp tới của mình như thế nào? Tính của bạn thì ít nói. Con trai được có bảo thủ quá. Con gái tụi em á, thích con trai là nói được và làm được. Được không? Được. Mà không nói mà làm được thì cũng được. Không nói cũng làm. Cái công việc của em á, lương là mình có đủ sống không cưng? Dạ dư vậy. Cái phần dư đó có thể nuôi được vợ đúng không? Vợ con nuôi được mà. Cùng xây dựng tổ ấm chứ đừng có nghĩ là vì vấn đề gì đó mà mình chia tay với bạn trai. Em đã làm được thì em phải xài được. Và em không muốn bạn trai em phải nuôi em. À, tức là em muốn tự lập trong dạ. Cái vấn đề tài chính của mình dạ, đúng không? Dạ, hồi đó giờ em tự lập từ đó giờ. Anh trai, em muốn người yêu của em như thế nào? Hiền. Đô con không? Dạ mập mập cũng được. Mà tỷ dụ không mập thì sao? Cũng được luôn. Tao cũng được hết hả? À, cũng được. Muốn vợ quá rồi, đúng không? Cũng muốn lắm à. Muốn lắm rồi hả? Em thích bạn gái mình truyền thống hay là hiện đại? Em không quan trọng điều đó. Chỉ quan trọng bạn gái là biết lo lắng và biết chia sẻ lúc em này kia thôi. Nếu người vợ mình mà ăn mặc
khiêu gợi chút xíu, hơi sexy chút xíu. Thì tùy theo lúc thôi chứ đám tiệc thì được. Có thể xăm đâu đó nhỏ nhỏ thẩm mỹ chút được không? Xăm nhỏ được, đừng xăm bự trắng ghê quá. Cái người đàn ông mà đầu tiên vô nhìn là em phải đánh giá cái gì đầu tiên? Em nhìn vô cặp mắt. Ngực tấn công mông phòng thủ. Chân thể thao bụng cao hơn ngực. Chào xíu, đứng coi coi. Thể thao bụng cao hơn ngực, chân thể lực. Ba mối coi, kiểm tra coi ngực tấn công mông phòng thủ không? Được không? Ngon ạ, ok. Được không? Rồi, okay. Đó, được rồi. Ok. Đổi gì nữa? Nâu nâu, nhìn lâu thêm ghiền. Không còn gì để nói nữa. Y chang luôn. Nhưng mà hôm nay em đi với ai? Dạ ba mẹ em với anh em. Chào bên đàn gái ạ. Trước tiên xin cảm ơn chương trình, cảm ơn hai MC dễ thương. Như mà nghe lời ba với mẹ, đây là mười mấy, hai chục tuổi rồi cưới nó rồi. Thành ra bây giờ quyền quyết định là do hai cháu nó thôi. Thì bác trai nhìn cái bạn này, bác trai thấy thì sao? Cái này để thằng Anh nó phân tích. Dạ, kính chào chương trình và chào hai MC. Chào anh. Em trai bên đây thì cũng là ok đó. Tự nhiên thì do hai đứa thôi, cho mẹ bổ sung. Thấy cháu trai đây thì cũng được, hiền, chất phát. Chứ không có mà như là đua đòi. Thì để Bảo Hà với cháu để quen thời gian như thế nào. Chứ giờ nói thì không được. Cô có yêu cầu gì bên đàn trai không? Nó thật thà quá trời rồi, còn yêu cầu gì cho cháu nữa. Dạ mà nói chuyện cũng được. Chứ không phải là thật thà mà không nói chuyện. Em đi với ai? Dạ em đi với anh họ. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh. Chào trong khán phòng. Em mình thì nó tính nó thiệt thà, nhút nhát quá. Nhưng mà nó có cái là nó không chịu là nó không chịu à. Mình thấy bạn gái bên này thì rất là dễ thương, vui vẻ, hoạt bát, cá tính mạnh, có thể bổ sung cho em mới được. Rồi, cảm ơn đàn trai. Rồi, hai bạn đã nghe ý kiến hai bên rồi ha. Bây giờ mình gặp mặt coi sao nha. Rồi, mở rào. Bắt đầu đi tâm. Hít hơi đợt sâu vô. Thở ra. Rồi, bắt đầu. Dạ. Chào em. Chào anh. Em có quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Em rất là thích ăn kẹo nên em mua em tặng anh. Cảm ơn em. Em cảm nhận gì anh sao? Anh khá là dễ thương. Con trai bạn màu hồng thấy cưng rồi đó. Anh là bên kỹ thuật hả? Dì bên máy giặt em. À, anh đang ở Tân Bình. Dạ. Sao em... dạ? Chị nói chuyện dạ đó. Ừ. Tại quên. Trời ơi, anh đừng làm vậy, giống như em lướng á, áo anh thấy anh tội nghiệp luôn á. Trời ơi, em hiền lắm luôn á. Anh có thích thể thao không? Anh thích bóng đá. Anh đừng có đá bóng nhiều quá nha. Thành giống như là đá bóng nhiều quá không có tốt cho khúc gối. Hôm nay khuyên thật lòng. Từng anh đá hai trận à? Dạ. Dạ không biết làm sao chứ bên đây em rất có nhiều muốn nói với anh lắm. Nhưng mà tự nhiên á em thấy run quá à. Thôi kệ, em cứ nói lại đi. Nói gì giờ? Thì cứ thấy anh sao kia hay là ý em sao muốn hỏi là muốn. Em đâu có thích mê, em đâu có mê trai đẹp đâu anh. Em thích con trai mà cá tính nè, thể thao nè, giống như em vậy đó. Biết nấu ăn là em khoái rồi, tại em không biết nấu ăn. Cái đó anh biết. Dạ. Ừ, nhưng mà em nhìn, nếu mà em thể thao thì em nhìn body bạn này giống như là cái điều em mong muốn chưa? Nãy giờ em nhìn cái này, em về em huấn luyện được bụng với cái ngực á, nó khác nhau à, chứ không phải bụng ngực bằng nhau vậy đâu. Đó, ra cơ bắp, yên tâm. Qua em đi, em xử hết. Anh cảm nhận bạn gái thế nào không trai? Ờ à, đúng rồi, tụi anh nói đi. Chị nói gì em nói không, anh nói được đâu. Dạ. Em thấy cũng dễ thương, cũng có cá tính. Dạ, tập gym chứ thật ra con gái không có khô khan như người ta nghĩ đâu. Nhưng mà vấn đề là em tập gym và em chạy thể dục thẩm mỹ cũng được lâu rồi. Khoảng mười mấy năm, công việc của em rất là nhiều lúc bận rộn lắm. Có khi là em không có dành được thời gian cho anh đâu. Nên năm ra nhiều lúc em cũng thấy có lỗi lắm. Dạ. Cũng như một tuần vậy là em có được nghỉ ngày nào? Có khi chủ nhật em vẫn đi làm, có khi em được nghỉ. Tại vì mình dạy kèm mà. Mình gọi là không phải mình giống như gái gọi vậy đó. Người ta gọi đâu mình phải làm đó. Đúng rồi, tại vì em là gái mà. Thời gian đó, nó không có được chủ động lắm.
nếu mà em muốn nghỉ một thời gian dài, em phải sắp xếp rất là lâu. Cho nhau cơ hội hẹn hò vậy, rồi em có dành thời gian cho một tuần gặp anh mấy lần? Anh có thể ngày thứ bảy chủ nhật nè, mình gọi, mình gặp mặt, mình nói chuyện. Em chỉ đòi hỏi một điều duy nhất, nói được và làm được thôi. Và giữ đúng giờ cho em. Cái đó anh làm được? Chưa chắc. Chắc? Chưa 100% chắc. 100% anh chưa làm chắc. Được. Chưa chắc. Nó nói được làm được mà sao chưa chắc? Vậy hả? Ừ. Con trai mà ai biết được đúng không? Chứ sao mới đúng? Để thời gian đi. Thời gian đi mình sẽ biết được là có đúng hay không. Cho em một tháng thôi nha. Để làm gì nè? Em thấy con trai mà đi ăn, tới ngày đi ăn, đi uống hoặc là đi coi phim, đúng là giai đoạn mà lúc mà quen một tuần đó thì không sao. Hai ba tuần thôi, thấy em mà nhõng nhẽo quá thì có dấu hiệu là hơi rút lui một tí. Tại cái tính em cũng hay nhõng nhẽo nữa. Bạn này là đang sợ nhõng nhẽo đó. Anh thích nhõng nhẽo. Em á, đã có chuẩn bị nhạc sexy dance. Ok, music. Music. Go, go. Nè, lấy cái tay anh eo. Eo, eo, lượn, lượn, lượn. Anh gồng lên đi, gồng lên. Lên, lên, lên coi. Ồ, chuột to nha. Hay, 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 hay. Come on, come on, go, 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 go. Go, hold my body, come on. Anh. Rồi. Trời ơi. Đó. Em thấy khả năng mà phát triển của cô ấy thế nào? Cỡ này là chắc 20 năm mà cũng không thể nào mà dẻo như em được rồi. Theo em thể thao sao được? Em ước mê là thể thao đó nha. Thì tập từ từ chứ sao? Tôi tập từ từ đúng không? Nhưng giờ em cần gấp rồi sao? Hơi khó quá. Không có khó. Em nhìn cô gái đối diện, em có rung động gì hay không? Cũng rung lắm. Rung lắm hả? Dạ. Em có mong muốn cô này sẽ cùng đi trên con đường còn đúng, lại. Đúng, còn lại đúng không? Đúng rồi. Ok, Việt. Anh. Dạ. Ủa, nó dạ nữa, dạ trời nữa. Trời ơi, nó nghe em sụn liền, nó sụn nụ luôn nè. Em nói thiệt nha, cái tính của em á là không phải thích bận áo sexy. Nhưng mà cái công việc của em là phải bận đồ để khoe dáng. Em nói trước nha, em bận đồ cũng hơi bị modern và hơi bị cái tính chút. Anh biết trong môi trường đó mà. Nhiều người hỏi tại sao mày không quen trai 6 múi. Thực ra cái lúc giai đoạn mà em siết thi đấu á, bản thân em đã trải nghiệm qua. Thực ra họ yếu lắm. Họ yếu đến nỗi mà họ cầm cái chai, họ bưng cái chai nước 10 lít đó, không nổi luôn. Ẵm một con chó cũng không nổi. Thì cái đó nó giống như là nhìn vậy mà không xài được. Hiện tại em nhìn ảnh này màu hường là em thích tuyệt tay. Màu hường nhìn thấy cưng lắm luôn. Đã vậy cái da nâu nâu nhìn lâu thêm ghiền nữa, nhìn dễ thương. Chịu không? Chịu. Thiệt không? Chịu like luôn á. Chịu like luôn. Dạ, chịu like luôn. Bây giờ có thể hai đứa tiến tới nắm tay để cảm nhận về nhau đi. Hai đứa nắm tay rồi nhìn vô mắt nhau, rồi cảm nhận thế nào đó, cảm xúc thế nào nói đi. Dạ dễ thương, mắt hai mí. Ủa, trời thấy cưng quá ha. Cũng cứng lắm á anh. Dạ rất là cứng luôn á. Có tập vô ghiêm quá chưa? Hồi đó có, bây giờ không có. Vậy hả, mai mới em dạ anh, em kèm ghiêng anh. Một kèm một. Rồi, em trai nắm tay Y Nguyên. Em cảm giác thế nào, em nói với cổ đi, em cảm giác thế nào? Dùng quá, không biết nói sao. Anh đừng làm không em, xúc động quá. Giống như em ăn anh. Thật sự luôn á. Nè, đến bình tĩnh nè. Rồi, em truyền sức mạnh cho anh. Nói, một, hai, nói. Không biết nói gì luôn á. Thôi từ từ mình. Cầm hoài luôn á, cầm hoài luôn á. Cầm tay vẫn cầm tay thôi. Nữa hả? Thôi, ảnh phải hùng em chứ bắt bớ vậy em hùng ảnh. Nè, hùng không? Hùng. Hùng, hùng không? Ừ, hùng liền. Hả, nói là làm, hả nói. Đó. Bấm nút rồi tôi với ông bấm chắc luôn nè. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. Bấm hay không bấm là quyền các bạn nha.
3 2 1 hết thời gian. Cuộc kết rất đẹp. Bấm tay. Bây giờ mình là đường đường hẹn hò rồi. Dạ con xin phép bác trai bác gái. Anh trai cho con được hẹn hò với Hà. Nếu hai đứa con có duyên đến với nhau thì con sẽ chăm sóc với Hà và tựa một bờ vai lớn vững chắc để cho với bà. Con xin phép hôn với Hà bên nữa. mạnh lên biết luôn. Đây là chiếc vé tốt cho sức khỏe của mình nữa ha. Dạ. Sau này vợ con nữa. Rồi bây giờ nào thì em tiến tới hôn nhân được. Thì hiện tại ba nhà, gia đình nhà cũng hối dữ lắm rồi chị. Và lại là ba cũng già rồi. Ba là đang ở đâu? Dạ ở Quảng Ngãi quê chị. Ngãi ở quê, nhưng mà lập nghiệp trong này hay là có muốn về quê? Dạ chắc tương lai gần thì em ở trong này. Còn về già thì chắc em về quê. Chưa biết ha, dạ chưa biết tính sao đi ha. Ba nói sao? Ba nói là năm nay mày không có vợ, là đám cưới mày mấy năm sau mày tự lo. À, có nghĩa trong năm nay mà vẫn lấy vợ kịp thì là ba lo. Dạ. Còn không lấy vợ kịp thì những năm sau là tự lo. Dạ. Cho nên là phấn đấu lấy vợ trong năm nay đúng không? Dạ đúng rồi chị. Năm nay lấy luôn có kịp không? Có nhanh quá không em? Dạ được chị. Được, bên đây được nha, sẵn sàng. Em có cái điều gì em không thích ở người bạn gái nữa ngoài mấy cái chuyện nhuộm tóc, nhuộm đồ? Dạ, nhiều chuyện. Nhiều chuyện. Chuyện. Dạ. Thích phụ nữ hiền hay là dữ? Phụ nữ dữ chút chị. Dữ tại vì ở nhà là hiền, ở ngoài ra đường thì dữ chút. Vậy thì sau này về kinh tế trong nhà ai sẽ quản lý? Chắc bạn gái quá, em thì giữ được. Vợ, bạn gái quản lý gì? Vợ. Rồi, chào em giới thiệu cho mình chị. Đi. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Phượng Linh, chào anh bên kia và chào quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Bích Hà, năm nay em 29 tuổi và quê em ở Quảng Nam. Và hiện tại em đang là nhân viên văn phòng chuyên về mảng nhân sự cũng như là bán hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Tại đâu? Tại Thành phố Hồ Chí Minh, tại quận Bình Tân. Quận Bình Tân. Dạ. Rồi. Em tên gì em giới thiệu rõ là em. Dạ em tên Nguyễn Thị Bích Hà. Năm nay em 29 tuổi. Nguyễn Thị Bích Hà hả? Bích dạ Hà. Đúng rồi. Rồi nghe rõ chưa em trai? Dạ. Rồi nhớ tên nha. Bích Hà 29 tuổi nha. Rồi mời bạn trai. Dạ em xin kính chào anh Quỳ Linh, chị Cát Tường, bạn gái bên kia và toàn thể các quý vị khán giả. Em là Trương Văn Hội, năm nay 29 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Quảng Ngãi. Và sinh sống hiện đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp của em là kỹ sư xây dựng cho công ty cổ phần phát triển dự án đầu tư IDC. Em làm việc ở đâu? Dạ ở quận Phú Nhuận chị. À ở Phú Nhuận. Em tên là Hội hả? Dạ. Bên kia là Hà hả? Hội Hà. Hội Hà. Hà Hội Hội Hà. Rồi ưu điểm của hai bạn là gì? Mời Hội đi. Dạ. Dạ ưu điểm của em là nấu ăn ngon. Hả? Nấu ăn ngon à. Chị ơi. Còn gì nữa không em? Dạ không hút thuốc. Gọn gàng sạch sẽ chị. Ừ. Sạch không? Sạch. Sạch không? Sạch. Còn ưu điểm nào nữa không? Chắc hết rồi chị. Rồi vậy khuyết điểm? Khuyết điểm là nhiều lắm chị ơi. Khuyết điểm của em là hay quên. Hơi khó tánh chút. Và ngủ thì ngáy. Ngáy dữ không? Lớn dữ, không? Dữ, lớn lắm. Các bạn trong phòng kêu ngủ ngáy dữ. Máy cưa luôn á hả? Hai em? Dạ. Máy cưa luôn á hả? Thì mà ai ngáy không cưa á? Cưa dài thôi chị ơi. Cưa dài luôn hả? Ừ. Lúc nào cũng ngáy hay sao anh? Kìa. Lúc nào cũng ngáy hay sao? Không, nghĩa là mỗi lần đi nhậu á, về đó hơi mệt cho người nên ngáy nhiều quá. Chị chỉ có nhậu là ngáy thôi đúng không anh? Đúng rồi. Bình thường tưởng là bình thường ngái, nhưng mà nhậu thì ngái nó có cưa. Rồi còn em gái ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ còn khuyết điểm nữa là gì? Nói đi trời ơi sao mà chậm là, em nhậu nhiều chị. Ăn nhậu nhiều. Ăn nhậu nhiều bởi vậy ra ngái nhiều. Bây giờ muốn triệt cái ngái thì phải triệt bớt cái ăn nhậu. Dạ đúng rồi chị. Có bụng bự không? Bụng hơi bự chị ơi. Đó, nhậu quá mà bụng bia là đúng rồi. Tôi không nhậu bụng tôi cũng muốn bự rồi nè. Rồi hết chưa? Hết khuyết điểm chưa? Dạ hết chị. Rồi tới bạn gái. Dạ ưu điểm của em á thì mọi người hay nhận xét em á là người hòa đồng, vui vẻ và rất là nhanh nhẹn. Còn nhược điểm của em á là rất là khó tính. Và do cái nhanh nhẹn nên những cái công việc mà tỉ mỉ em không làm được. Dạ. Rồi, đó là ưu điểm khuyết điểm đó. Dạ. Tình trường thì sao? Tình trường thì trước giờ em chỉ có một mối tình duy nhất thôi. Mối tình kéo dài hơn 3 năm. Dạ.
và kết thúc bây giờ chắc tính là cũng 4 năm hơn rồi đó. Lý do sao mình chia tay em? Dạ, do là thứ nhất là cái công việc hai người nó cứ bận rộn. Thứ hai đó là do anh đó không cứ quan tâm. Tức là khi mà em với anh đó cách nhau chỉ có 100 mét đường chim bay thôi. Nhưng mà thời gian gặp nhau là tính 3 năm trời là tính bằng trên đầu ngón tay thôi đó. Gì kỳ vậy? Dạ, cái đó là em cũng không biết. Nhưng mà sau này em phát hiện ra là do anh đó không có chụp thủy. Đúng rồi, phải có lý do chứ, dễ gì mà tự nhiên cách nhau có 100 mét người ta. Như vậy là không yêu nhau thật sự rồi. Bởi vì cách nhau có 100 mét đường chim bay mà 3 năm gặp nhau chỉ đếm đầu ngón tay chắc chắn là không yêu thương nhau rồi. Cái điều đó dễ diễn ra lắm. Ủa vậy cái đó có tính mối tình không anh Linh? Không, cái đó nghĩ không phải là mối tình đâu. Đâu phải tình yêu đâu. Chắc anh ấy kiếm thêm á. Bởi vậy bây giờ mình phải làm nhân vật chính nha cưng. Mình không có làm nhân vật kiếm thêm của người ta nha cưng. Dạ. Quyết chí. Bạn trai. Bên đó tội nghiệp lắm á nha, thấy thương lắm á nha. Dạ, em thì có hai mối tình chị ơi. Mối tình gần đây nhất là cách này 4 năm. Đó là vào thời sinh viên chị. Và chia tay là do em cũng có tính hay quên. Hôm đó là quên sinh nhật của bạn gái. Ồ. Dạ. Quên có 1 lần hả? Dạ, quên nhiều lần anh. Nhiều lần. Ơi. Nhưng mà gộp lại là... Cái đó là bậy rồi. Em quên lần còn phải tha thứ được, quên nhiều lần là bậy rồi. Đúng rồi. Hay là kiếm thêm nữa. Ừ. Có thương người ta thiệt không em? Dạ có chị. Thương mà sao sinh nhật người ta mà quên hết lần này đến lần khác? Không, lúc đó em lên lobo của việc làm đồ án thì... Trời ơi, phải lưu vô bộ nhớ chứ, lưu vô điện thoại nhắc nhở. Cái này là ham làm nữa rồi. Lúc đó em xài điện thoại của Bắp chị ơi. Cùi Bắp à. Rồi không có thôi cùi xong gì hết trơn á. Đừng có đổ thừa cho cùi Bắp với cùi gì hết á. Mình yêu thương nhau, mình phải chăm sóc lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau. Đừng có 100 mét mà mấy năm trời gặp nhau chưa tới đầu ngón tay thì bạn. Hình như quen nhau mấy năm chắc lo sinh nhật chắc được 1 lần quá. Chắc không được lần nào. 2 năm anh. 2 năm? Lo sinh nhật được mấy lần? Lo được lần thứ 2. Vậy là quên có 1 lần à? Không, mà nhiều cái quên, nó dù hẹn quên. Hẹn quên nữa, trời ơi, không được rồi. Rồi thôi xong. Cái này chắc ngồi này kiếm thêm nữa rồi. Bây giờ nếu mà lấy, bây giờ nếu mà bữa nay có bạn gái là phải quan tâm chăm sóc người ta nhiều hơn nha. Dạ đúng rồi chị ơi, chứ không ế với giết vợ. Bắt buộc là giờ phải quan tâm nha. Dạ. Không có hẹn, lỡ hẹn nữa nha. Không có kiếm thêm nữa nha. Giờ không còn tuổi kiếm thêm nữa đâu. Rồi, bây giờ mẫu người lý tưởng của Hà sao nè? Dạ, về bề ngoài thì cao 1m65, thân hình ok là được. Còn em là người rất là mê trai đẹp, nhưng càng đẹp trai càng tốt. Có cái mẫu người lý tưởng không? Đẹp cỡ nào? Đẹp cỡ anh Hứa Vĩ Văn. Cỡ Hứa Vĩ Văn mới chịu hả? Hứa hả? Tại vì em mê trai đẹp. Còn về... Chắc chưa hứa được đâu. Rồi gì nữa? Về tính tình đó thì em đặc biệt ghét người gia trưởng. Gia trưởng là em không thích và người gọn gàng sạch sẽ là được. Bên đó gọn gàng sạch sẽ đó. Dạ. Nhưng mà ở miền Trung là không có gia trưởng thôi em ơi. Miền Trung cũng có gia trưởng đó. Dạ cũng có ít đó anh. Miền Trung, miền Như... Bắc là khu vực gia trưởng hơi nhiều. Dạ anh có gia trưởng không ạ? Không em. Dạ. Anh không. Vậy thì được. Rồi. Anh hẹn anh còn quên mà gia trưởng gì nói gia trưởng. Thôi nói chung lại bên đây á, đàn trai là dễ thương nhẹ nhàng, không đến mức gia trưởng đâu, em đừng lo, sạch sẽ, chỉ có điều hơi nhậu hay quên thôi. Em có, em ghét điều gì ở người bạn trai? Chuyện ăn nhậu em có chịu không? Dạ nhậu thì ví dụ như nhậu để giao tiếp á, thì được, chứ nhậu mà đàn đúng bạn bè thường xuyên thì em không thích. Ví dụ như mà được thì anh có thể gì bỏ nhậu bớt được không ạ? Được không? Hứa đi kìa. Bỏ nhậu em, do... Không phải giảm nhậu chứ không phải là bỏ nhậu. Rồi giảm nhậu thì có thể, tại vì đặc thù công việc là hơi cũng nhậu hơi bị nhiều, mà có thể là giảm được. Có thể giảm được. Dạ. Phải tự tin, phải tin hứa rồi lên cho người ta có niềm tin, rồi phải dành cái thời gian cái gì nhậu đó, nhậu quá bởi vì mới lú lẫn mới hay quên đó, rồi mới hứa quên. Hứa cái gì hứa, người ta vậy hay quên hứa gì? Hứa chắc chắn không quên đâu anh ơi. Không quên. Rồi vậy Hội thích mẫu người bạn gái như thế nào? Em thì đơn giản thôi chị. Cái ngoại hình thì dễ nhìn, ăn nói thì biết kính trên nhường dưới. Và đặc biệt là có cá tính chút là được. Tính gì? Cá tính, cá tính người phụ nữ. Phải có cá tính ha. Bây giờ em nghe nói chuyện em thấy cô gái em kia có cá tính không? Không, nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng, không có cá tính.
Thấy vậy chứ nhiều khi không phải vậy đâu anh nha. Có điều gì em không thích ở người bạn gái? Dạ em không thích đó là nhuộm tóc chị. Nhuộm tóc mà nhuộm những cái màu sáng quá chị. Này cũng giống Hứa Vĩ Văn à ha. Em chắc tôi chứ Hứa. Mình bỏ bớt ăn nhậu đi em, nó tốt cho sức khỏe của mình nữa không? Dạ. Sau này vợ con nữa. Dạ. Rồi bây giờ nào thì em tiến tới hôn nhân được? Thì hiện tại ba nhà, gia đình nhà cũng hối dữ lắm rồi chị. Và lại là ba cũng già rồi. Ba là đang ở đâu? Dạ ở Quảng Ngãi, ở quê chị. Ngãi ở quê, nhưng mà lập nghiệp trong này hay là có muốn về quê? Dạ chắc tương lai gần thì em ở trong này. Còn về già thì chắc em về quê. Chưa biết ha, dạ chưa biết, tính sao đi ha. Ba nói làm sao? Ba nói là năm nay mày không có vợ, là đám cưới mày mấy năm sau mày tự lo. À, có nghĩa trong năm nay mà vẫn lấy vợ kịp thì là ba lo. Dạ. Còn không lấy vợ kịp thì những năm sau là tự lo. Dạ. Cho nên là phấn đấu lấy vợ trong năm nay đúng không? Dạ đúng rồi chị. Năm nay lấy luôn có kịp không? Có nhanh quá không em? Dạ được chị. Được, bên đây được nha, sẵn sàng. Em có cái điều gì em không thích ở người bạn gái nữa không, ngoài mấy cái chuyện nhuộm tóc, nhuộm đồ? Dạ, nhiều chuyện. Nhiều chuyện. Ừ. Thích. Chị. Dạ. Thích phụ nữ hiền hay là dữ? Phụ nữ giữ giữ một chút chị, giữ tại vì ở nhà là hiền, ở ngoài ra đường thì giữ một chút. Vậy thì sau này về kinh tế trong nhà ai sẽ quản lý? Chắc bạn gái quá, em thì giữ được. Vợ, bạn gái quản lý gì? Vợ. Dạ, hiện tại là bạn gái. Lấy nhau về vợ quản lý, bạn gái quản lý tiền được luôn hả? Giờ quen nhau bạn gái quản lý luôn hả? Dạ, chưa chắc được chị. Vậy phải nói vợ nha. Rồi, được rồi đó. Coi được thì trong năm nay lấy luôn đi, đặng có ba lo, nhớ không? Lo em tưởng tượng con gái bên kia thế nào? Em chắc bên đó dễ thương hả? Dạ. Chương trình đã lo rồi là ai cũng dễ thương hết trơn á. Chắc hiền. Hiền. Đúng rồi, nhưng em cần cá tính đúng không? Không mà hiền cũng được. Hiền cũng được ha. Ở nhà hiền thôi, ngoài thì giữ chút. Cần giữ hả? Dạ, đàn gái. Dạ. Nếu cần giữ em có thể giữ được không? Dạ em hung lắm anh. Hung lắm hả? Dạ. Được. Anh này á là dễ tính, dễ thương nhưng phải cần có người hung ở ảnh. Dạ, dạ. Giữ ảnh để kèm ảnh. Dạ. Ha? Cái đó chắc em làm được. Làm được không? Dạ. Theo em làm gì để chúng ta giữ được chồng mình? Cái đó phải tùy người đó như thế nào. Theo em á, có người chồng để em làm sao để em giữ chồng? Cái đó phải tùy người đó anh, em mới giữ được chứ. Em không mới biết có được. Một cái nguyên tắc chung nào đó. Dạ em chưa nghĩ ra. Ồ. Đây nè, các cô gái phải chú ý nè, giữ chồng, ta chăm sóc chồng, ta quan tâm chồng và chúng ta hơi nhõng nhẽo với chồng chút xíu mới giữ chồng được. Chứ vợ mà cứ lúc nào cũng căng thẳng mà hung hoài đó, không có nhõng nhẽo là cũng dễ. Dạ. Hiểu không? Dạ hiểu. Giữ hả? Không giữ nổi hay nha. Giữ. Rồi ok. Dạ. Được á. Hôm nay mình đi với ai? Khảo sát gia đình đi. Dạ hôm nay em đi với lại thím với lại vợ chồng của anh hai. Thím với vợ chồng của anh hai. Dạ. Rồi cho chị gặp gia đình của em. Thím phải không? Dạ thím. Dạ chào thím, nói đi chị. Alo. Không cần thấy đâu. Không có cần mở chị ơi, ta mở trên trên rồi. Mở sẵn rồi, nói thôi. Alo. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường à. Dạ. Chào bạn em. Dạ chào. Chào thím. Thiên á, tê á là ở cùng với cháu này được gần 6 năm. Thì cái tính của bé Hà là rất là nóng tính. Và cũng hơi dữ. Cá tính dữ lắm. Thì á, liệu á, là cái bạn trai này nè có những cái mà khi mà trao đổi hoặc là công việc nữa hay là những cái quan điểm trong cuộc sống rồi đó mà hai người trái ngược nhau thì có cách gì để mà thuyết phục được bé Hà hay không, liền hay không, hoặc là sau này thời gian thì tìm cách thuyết phục dần dần. Dạ thưa thím là có thể là em sẽ tìm mọi con sẽ tìm mọi cách để mà thuyết phục em, nhưng mà cách tốt nhất đó là mình nên chủ động giảm nhiệt độ tốt hơn, không có tranh cãi. Đi thím thì thấy bạn nam này khoảng 60%. 60%. Rồi cảm ơn thím. Được 40% nữa để coi bạn kia giải quyết thế nào.
Em trai hả? Anh hai có muốn nói gì không anh hai? Nói chuyện với em rể tương lai được. Chào anh Quỳnh Linh, gửi Cát Tường. Tôi là anh trai, anh hai của bé Hà. Dạ chào. Thì Hà thì miệng nói thì nóng nảy nhưng mà yếu đuối dữ lắm. Cho nên phải cần có người nam nào đó bản lĩnh để mà bảo vệ cho Hà. Dạ. Thì anh thấy bạn nam này thì nói chung nhiều lúc nói những cái ưu điểm thì khuyết điểm gì đó thấy lúc nó không hợp, nhưng có lẽ là bù trừ nhau chẳng hạn. Cho nên là mấy em cho cơ hội đi. Cho nhau cơ hội hả? Rồi, hội đi với ai? Dạ, em đi với mấy anh em đồng nghiệp. Đại diện đàn trai coi. Rồi, mời ai đại diện nhà trai cầm micro lên giùm. Ai sụp luôn. Rồi, chào anh. Dạ, chào chương trình và chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Em tên là Luân, đồng nghiệp với hội. Em thấy hội là người trầm tính trong công việc, trong công ty. Nhưng mà trong công việc thì làm việc là rất là chu toàn. Còn về phía bạn gái thì em thấy bạn gái rất dễ thương và có nói chung là nét người phụ nữ của gia đình Việt Nam, và mong muốn là cho hai bạn có cơ hội để tìm hiểu nhau. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn em. Bây giờ chúng ta bắt đầu mở rào cho hai bên gặp mặt. Rồi, mở rào. Chào em. Thấy em như thế nào ạ? Thấy chưa? Quên. Đến chương trình anh cũng có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn. Cái này là tượng trưng cho tình yêu. Một tình yêu gọi là tràn đầy sức sống như cái loại hoa này. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Dạ. À, xin lỗi em cho em hỏi là hồi nãy em nói anh là người Quảng Ngãi đúng không ạ? Dạ đúng rồi. À, anh làm việc ở đây thì anh có ý định là lập nghiệp ở đây không hay là đi về quê vậy anh? Vì tương lai gần á thì có thể là ở đây luôn. Và về sau á thì có nghĩa là về già đó mình có thể về quê sống ở quê thì không khí và cái môi trường nó tốt hơn đúng không? Dạ. Anh thấy em như thế nào anh? Có hợp với cái sở thích của anh không ạ? Hiện tại thì chắc anh chưa biết, để anh tìm hiểu. Chắc có khả năng là tìm hiểu dài dài đó. Là điểm gì? Anh có câu hỏi gì cho em không ạ? Anh muốn hỏi em là em nghĩ gì về gia đình? Em có suy nghĩ về gia đình không? Em rất là thương yêu gia đình. Em thuộc tiếp người con người của gia đình. Dạ. Nếu mà được á thì em muốn sống với gia đình hơn là sống riêng. Đúng rồi. Dạ. Sở thích của em là gì? Sở thích của em. Sở thích của em là ca hát và thích cài phim. Giờ em có thể hát cho anh nghe cái bài gì đó. Dạ được. Em sẽ hát bài Em Về Tinh Khôi. Bờ vai ơi đừng quá nghiêng, đánh rơi bụi chiều thơm ngát. Làn môi ơi đừng quá xuân, lỡ tia nắng hồng tàn mất. Xin âu lo không về qua đây, xin thương yêu dần thành mê say. Xin cho ta một khắc reo ca vui cùng anh. Đáp lại. Em hát cái đó là rất là dở anh. Nếu mà em hát thì có thể là không nghe được đâu anh. Nên em nghĩ là bạn gái sẽ hát cho em nghe dài dài. Dạ.
Rồi, các bạn tương lai sau này như thế nào mình bàn bạc với kế hoạch con cái phát triển kinh tế trong gia đình, kinh tế rồi ai quản lý mình chia sẻ với nhau luôn đi. Nếu được thì ví dụ nếu được anh với em, nếu được thì anh có tính là năm nay hay là khoảng bao nhiêu năm nữa tiến tới hôn nhân không ạ? Anh xác định lên chương trình đó là cũng có một cái mục tiêu rồi, là mục tiêu của mình là sẽ đến cuối năm là sẽ cưới được vợ đó. Nói chung là đó là ý nguyện của anh cũng như gia đình. Dạ. Yeah. Thì có lẽ là trong năm nay thì mình nếu mình hợp nhau á thì mình có thể đi đến với nhau. Dạ. Yeah. Về còn về tương lai ví dụ như con cái hay này kia đó, em có cái gì quan điểm về chia sẻ luôn. À, về con cái thì em nghĩ là hai đứa là được rồi. Không, anh nghĩ là thêm đứa nữa đi. Anh nghĩ anh gì? Dạ cái đó tính sao đi anh. Chứ bây giờ mà bạn nữ thấy cái tính hay quên của bạn nam đó rồi, thấy sao? Hẹn hò cũng quên luôn đó. Em thử hỏi cái chuyện hẹn hò nữa. À, em là một người trí nhớ rất là tốt. Em công cái trí nhớ quan rất tốt. Nếu như mà anh trí nhớ quan thì em có thể nhắc nhở anh. Ừ, em sẽ bù trừ anh cái việc đó. Được, cảm ơn em. Dạ. Yeah. Nói gì bạn gái đi. Lên hồi hộp lắm, anh không biết nói gì chứ. Anh cảm nhận những người đối diện như em thế nào, anh đang suy nghĩ gì về người đối diện? Bạn gái nói chung là khá là xinh đẹp và cái tính tình thì cũng phù hợp với em. Em nghĩ là em sẽ nghe, em hy vọng là sẽ nghe cái giọng hát của bạn gái trong tương lai và mãi mãi. Yeah, ok. Nói được. Mình sẽ hẹn hò thế nào với cái khoảng địa lý như vậy? Hai người trao đổi đi. Hồi nãy là anh chưa hỏi em là ở quận mấy? Dạ hiện tại em đang ở quận 8 và làm việc tại quận Bình Tân. Anh thì ở ngay Suối Tiên á. Suối Tiên? Hồi nãy em nghe nói ở Phú Nhuận. Không, anh làm công ty là ở Phú Nhuận. Dạ. Nhưng mà hiện tại anh sống là gần Suối Tiên. Nếu như vậy thì anh có thể đi tới hẹn hò gì được không ạ? Cái hẹn có khoảng cách không ạ? Không, khoảng cách là nay có xe cộ rồi mà. Không cần vấn đề về khoảng cách đâu, có nghĩa là mình nếu mà được có cơ hội thì mình đến với nhau thôi. Tuần gặp nhau được mấy lần? Ít nhất là 3 lần chị. À vậy được rồi, bây giờ bạn trai nhát quá, bạn trai đứng lên, đứng lên. Đứng lên, trời ơi là gì né, tôi kêu đứng lên thôi mà né. Sẽ tới. Giờ nắm tay bạn gái nè. Nói cái gì đó, nói một câu cho nó đàng hoàng. Rồi chúng ta quyết định bấm nút hay là không bấm nút. Cảm xúc mình đang nghĩ cái gì, mình cảm nhận về người bạn gái này như thế nào. Nói nhìn thẳng vào mắt nhau, tự tin lên. Cảm nhận vào cái nắm tay coi có điện truyền qua hay không mới biết đường mới bấm nút chứ. Điện thì chắc truyền qua lỡ chị. Dạ em cũng có một, anh cũng có một câu ngắn gọn như này thôi. Đó là trong cuộc sống thì em có nhiều sự lựa chọn. Dạ. Yeah. Nhưng mà hãy chọn anh vì anh sẽ mang cho em những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Cảm ơn em. Dạ. Yeah. Rồi, hết thời gian. Đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Bấm đây. Ít phút chúng ta trò chuyện cũng đủ để có thể cảm nhận được cái tình cảm của nhau ha. Nếu có chút cảm xúc và nghĩ rằng đối phương có thể phù hợp với mình để mình tìm hiểu và tiến tới hôn nhân thì chúng ta bấm nút. Nếu chúng ta cảm thấy là người chúng ta lạnh, không có một cái tình cảm gì cả thì chúng ta hãy dành cái nút bấm đó cho những người khác đang theo dõi chương trình. Suy nghĩ thật kỹ nhé và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm của mình. 1 2 3 Hết thời gian. Nắm tay nhau đi hai bạn. Làm gì cũng chờ hồi sợ quên bấm không? Ra vô bấm cho chắc ăn đúng không? Rồi nắm tay nhau rồi thì mình hôn nhau thôi. Em hôn tay cũng được. Dạ con. Con xin phép thím với anh là cho em hôn. Được em hôn hả? Được hôn em chứ được em hôn đâu. Hôn má đàng hoàng, tay là nắm nhau thật chặt. Nắm tay nhau không được buông ra. Đã hẹn hò với nhau rồi. Cảm nhận gì không? Cười không vậy? Thơm chị ơi. Thơm lắm hả? Dạ. Về nhớ tổ chức sinh nhật rồi tới thăm ta thường xuyên nhau. Dạ đúng rồi. Rồi,
Đây là những chiếc vé xem phim của cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Đây là tặng bạn bộ sản phẩm. Trời ơi, nhảy liên tục vậy, đừng có nhảy nữa. Gửi tặng hai bạn, đây là phiếu quà tặng trị giá 1 triệu đồng đến từ thương hiệu được Couple TX trên toàn quốc, gửi tặng hai bạn. Và đây là bộ sản phẩm cốm trẻ hóa trị nám đẹp da Skin Food do công ty Hoàng ZN sản xuất và phân phối, gửi tặng hai bạn. Đây là cặp gối của Niệm Đồng Phú thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, một cái phiếu mua hàng giảm giá 25% dành cho các bạn. Và đây là một chiếc TV Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, tinh hoa công nghệ, thăng hoa cảm xúc, sẽ nằm trong ngôi nhà của hai bạn nếu như hai bạn đồng ý kết hôn với nhau. Và đây là cây xương rồng với ý nghĩa tình yêu của hai bạn. Đó, cầm giùm bạn gái. Nắm tay luôn, phải nắm tay. Cho dù phong ba bão tố chúng ta vẫn vượt qua tất cả mọi thứ các bạn nha. Đúng rồi, quà chúng ta gom về một mối. Rồi, nắm tay nhau, đi tìm hiểu nhau đi hai bạn.